Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các quý vị đại diện cho hai họ. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Tuấn và cháu Lam, và được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay họ nhà trai chúng tôi có cơi trầu để dẫn tới gia đình, xin phép được dâng lên tổ đường báo cáo với các cụ bề trên, để hai họ, hai gia đình cùng bàn bạc đàm đạo công tác tổ chức ngày hôn lễ cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Vậy lúc này xin phép được dẫn cái lễ ăn hỏi trước vào để trình bái tổ đường. Hôm nay là gia đình chúng tôi là rất phấn khởi, là tôi được ủy quyền của ông bà Thúy Vịnh làm đại diện họ nhà gái. Hôm nay là cùng tất cả các cụ, các ông, các bà là hôm nay dậy rất sớm đấy, để chuẩn bị để
đón tiếp. Thì hôm nay theo ý kiến của phát biểu nhà trai thì chúng tôi là xin nhận để cho hai cháu để lên đôi nữa, lên vợ lên chồng. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu. Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường.
dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có không sống lâu, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Lễ phục vụ của cô dâu Thanh Lan dành riêng cùng chú rể Lê Tuấn xin phép được bắt đầu trong những tràng vỗ tay thật giòn giã từ phía tất cả chúng ta. Thưa quý vị, Minh Quân xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách và các thành viên của hai bên gia đình. Xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, và để mở đầu cho buổi lễ phục quy ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện của họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu gửi tới tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ hội hôn ngày hôm nay. Qua một thời gian hai cháu Tuấn Lan tìm hiểu, được sự nhất trí của hai gia đình, ông bà Vịnh Thúy và ông bà Tuấn Hà cùng hai họ, được sự nhất trí của các cấp chính quyền địa phương, hôm nay hai họ, hai gia đình chính thức tổ chức long trọng buổi lễ thành hôn của hai cháu. Thay mặt gia đình họ nhà trai chúng tôi có cây chầu xin dâu và đồng thời trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái sau ít phút nữa sẽ dành thời gian lên gia đình họ nhà trai chúng tôi để tổ chức trọng thể lễ thành hôn của hai cháu. Thay mặt gia đình họ nhà trai chúng tôi không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn một vị đại diện của họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu gửi tới tất cả quý vị. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện của họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu gửi tới tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cô, các ông, bà, cô dì, chú bác, các bạn lắm thanh niên cùng với toàn thể trong ngày hôn. Hôm nay cũng là ngày rất tốt, được sự nhất trí chuẩn bị của hai gia đình. Hôm nay nhà trai có cây dầu xin đón cháu Thanh Nam về nhà trai để làm lễ thành hôn hai cháu. Tôi là đại diện của nhà gái cũng nhất trí ý kiến của cụ đại diện của nhà trai là đến giờ lành năm tốt thì là xin mời tất cả các cụ, các ông bà, nhà gái của toàn thể các cụ, các ông bà, nhà trai đưa đón cháu về của nhà trai để làm lễ thành hôn. Và hai cháu
Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, ông bà, ông trai đã chuẩn bị nghi lễ cũng như là tình cảm dành cho họ và cá nhân tôi. Xin được cảm ơn đại vị đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái. Xin được mời hai ông sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt được không ạ? Để chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn bền vững và khăng khít hơn nữa. Nam nữ thanh niên trong hội hôn hôm nay, ngày hành tháng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình ông bà Thúy Vịnh và ông bà Thanh Hà, hai họ đứng lên tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay tôi được ủy nhiệm của ông bà Thúy Vịnh là trưởng đoàn dẫn họ nhà gái cùng tất cả các cụ, ông bà, cô dì, chú bác hai bên của họ để đưa cháu Thanh Nam về nhà trai cùng làm lễ thành hôn cho hai cháu. Giờ phút này tôi xin chính thức giao cháu Thanh Nam cho ông bà Thanh Hà để cháu làm dâu, làm con, làm cháu của các cụ họ Lê ở trên Thượng Thành chúng ta. Cũng xin là nhận là cháu Tuấn làm con, làm rể của ông bà Thi Vịnh cũng như là cháu của họ Tào chúng tôi với kia. Chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc, chọn nghĩa phu thê. Cũng từ đây hai cháu sẽ bước vào cuộc sống mới còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng kính mong các cụ và ông bà hai bên giúp đỡ cháu trong cuộc sống thường nhật cũng như các cháu công tác ngoài xã hội. Tôi xin chúc cho tình thương gia giữa anh bà Thúy Vịnh và ông bà Thanh Hà được luôn luôn bền chặt gắn kết. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn và chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn có sức khỏe dồi dào, chuẩn bị bước
đón một mùa xuân mới được an khang thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn một vị đại diện của nhà gái ngày hôm nay đã có đôi lời phát biểu gửi tới tất cả quý vị. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với kính mời một vị đại diện của họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, để tiếp kiến ý kiến của phụ đại diện họ nhà gái, thay mặt họ nhà trai tôi xin có ý kiến như thế này. Cũng là trải qua một cái thời gian hai cháu Tuấn Lâm tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ và các cấp chính quyền địa phương, hôm nay hai họ, hai gia đình chính thức tổ chức long trọng ngày đại hỷ, ngày hôn lễ thành hôn của hai cháu Tuấn Lan. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin tiếp nhận ý kiến của vị đại diện họ nhà gái, và cũng từ giờ phút này cháu Lan chính thức làm dâu con của gia đình nhà họ Lê chúng tôi. Cũng thay mặt cho gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự buổi lễ thành hôn long trọng này. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mời các cụ, các ông, các bà an toàn ngồi xơi nước, ăn trầu và tiếp kiến giao lưu. Và mùa xuân 2024 cũng còn ít giờ, ít ngày nữa là sẽ sang năm mới của 2024. Thay mặt họ nhà trai chúng tôi xin gửi lời kính chúc các cụ, các ông, các bà họ nhà gái luôn luôn an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tình thông gia của hai họ, hai gia đình mãi mãi bền chặt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa được lắng nghe những lời chia sẻ đến từ hai vị trưởng đoàn của họ nhà trai và họ nhà gái. Và ngay bây giờ, xin được mời hai ông sẽ cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt ạ, để chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn bền vững và khăng khít hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Để gửi tới tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Gặp nhau giữa rừng mơ. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ. Thank you.
trong ngực em ái là những con tim lừa phì. Mặt trời lặn sao vẫn núi trở về chiều đã vắng. Chiếc ghế nằm còn vương vương chú biết nói làm gì. Hẹn ngày chờ sau tôi quên lời bằng sự vui vẻ. Chuyện tôi vừa mang đến với nhau và chẳng xa mờ. Chuyện tôi vừa mang đến với nhau và chẳng xa mờ. Chuyện tôi vừa mang đến với nhau và chẳng xa mờ. Mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời. Ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời. Ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất.